dạy các bạn cách tóm leader. Cái leader ở trong môn polo thì nó quan trọng như thế nào các bạn cũng đã biết rồi. Nó giảm sốc. Tại vì JBL là nó không có độ co giãn nên nó rất là dễ bị nổ do cách sốc mạnh. Những con hugo nó ăn rất là mạnh, hoặc là dướng chà, lũi vô chà này kia mình giật thì nó sẽ nổ, gây ra nổ dây hoặc là gãy cành. JBL thì nó không có độ co giãn nên cái lực nó không có nương theo. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn tóm leader thì ở trên mạng có rất là nhiều người đã dạy rồi, có hướng dẫn rồi. Nhưng mà mình thấy các bạn ấy tóm theo kiểu mà quấn vô ngón tay thì cũng được thôi, quấn như thế này nè. Nhưng mà mình thì có một cách tóm mới. Còn tóm cũng như nhau thôi các bạn ạ. Chứ không có khác gì hết. Nhưng mà cách tóm của mình thì nó dễ hơn. Mình thấy nó dễ hơn các bạn khác. Thì mình chính chia sẻ cách tóm thôi. Còn tóm leader thì ai cũng đã biết rồi. Nói chung là con nuôi là ai cũng biết rồi. Thì cách tóm của mình là không xài ngón tay. Bạn có thể sử dụng một cái cọng dây điện mà lỗi có 30 nha. Vẫn được. Bỏ trong cái bình câu của bạn, khi nào cài của bạn chỉ cái thẳng ra. Đây thì mình sử dụng một cái kẽm lấy từ lưới mình mành D40 hàng rào đó, rồi mình bẻ lại này. Còn không? Thì đầu tiên á, đây là một đoạn dây PE lấy từ thùng máy ra ha. Các bạn sẽ tóm ở phần này là một cái mối rút. Mối rút đây. Đây, mình sẽ rút lại vậy, chẳng hạn mình rút nó được. Một đầu bên đây bạn quấn 5-7 vòng cái gì đó không quan trọng. Làm 2 mối chắc ăn hậu mình dục ra nó tự động thẳng à, dây ve rất là trơn. Các bạn thấy không, như vậy thì mình giống như có một cái cung rồi. Rồi mình sẽ ưu tiên là tóm lên cái phần đầu này, phần rút nó ra. Cách tóm cũng như những bạn khác thôi chứ không có khác gì hết. Các bạn cứ để cái tay mình giữ cái này, tại vì nó đã căng là rất là dễ tóm. Để từ phía dưới, để từ phía dưới nha. Giữ lên. Khoảng mình chọn ở khoảng phần 64 đi, cho nó đẹp 64 với 55. Mình thiên về cái hướng bên mối rút này các bạn. Rồi bây giờ mình cứ thả thoải mái thôi, rồi giữ lên luồn qua bên này, cái mình luồn mình lại, nói chung nó lủi qua rồi nó lủi lại như vậy thôi. Đây nè các bạn xem này. Bây giờ đã lủ bên này thì mình lại đưa qua bên này, ở dưới luồn lên cái này cho dễ xem là như thế này. Đây không có nét các bạn xem được, giống như vậy nè, cứ qua bên này luồn ở phía dưới bên trái, xong rồi tới bên phải, tới bên trái, cứ tới bên phải như vậy. Các bạn làm ở mình thì có 20 lần nè. Cứ qua bên phải, đây luồn qua bên trái, xong luồn qua bên phải, luồn qua bên trái, ở dưới luồn lên cứ vậy sẽ ra được cái món. Các bạn thấy không, cứ vậy làm đúng 20 lần. Bây giờ quên đếm luôn rồi. Bên trái, rồi sang luồn bên phải. Các bạn chỉ việc là lủi cái đầu nó xuống bên trái. Qua đây xong, lủi qua bên phải. Nó cứ vậy thôi. Luồn ở trên dòng xuống dưới. Này, nó rất là cứng các bạn. Có cái độ căng sẵn rồi. Bây giờ nó là sao? Đây là cái hướng mà nãy mình khoảng 5-7 vòng nè. Mình sẽ hướng cái cầm cước leader mình về hướng này, rồi mình sẽ rút này ra. Này rút ra nè, vẫn giữ nó ngang, vẫn giữ cái đầu này cho độ căng nó có. Bạn để lên đâu đó mình giữ một đầu của con kẽm đi, ngang đang của bạn thì thành nó vậy. Giật lên giật qua đây, giật qua xong các bạn rút vào giật mối một lần tiên. Tiếp theo
Thì sau khi mà các bạn đã xiết hai mối rồi đó, thì các bạn hoàn qua giống như là lúc xiết hai mối nhưng các bạn không xiết, và sẽ hoàn chứ mà quay hai cọng dây này nè, nó thành một nè, cọng dây leader và cọng dây đang đi về cho máy nè, cứ quay gọi vô nhớ điểm nha, cái một rồi không, bây giờ là hai, nhiều làm nhiều máy có ba nè, năm dọc. Chúng ta sẽ quay dòng dòng cái này là 5 dòng, các bạn thấy không? Đó. Sau đó nắm cái phần dây này, phần dây từ cái mối nè, chúng ta quay ngược lại. Để chúng ta sẽ dùng bỏ vô được không? Chúng ta sẽ quay ngược lại, chúng ta sẽ sổ cái này ra rồi mình ngược dòng như cái nãy các bạn sổ vô này. Đó, các bạn thấy không? 3 các bạn canh làm sao là cái vòng tròn này nó vẫn ôm được hai cọng dây này, mình ôm như thế thì mình siết nó sẽ ấy thế này, còn ôm hai cứng mình siết hai chặt hơn hết sức có thể. Bây giờ rất là chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cắt bỏ một phần. Cái dây leader này là mình làm nó to to chút để hướng dẫn thôi chứ mình không có xài to tới mức vậy ha, to quá cũng không có tốt, dễ nhảy qua phen đồng thì rất là mệt. Đặt lên co thì dễ đó, bóp là bóp hoặc là chỉ đây nha, dây bê là đưa nó là xong. Bây giờ thì cực kỳ chắc chắn. Mình thường là leader mình chỉ để khoảng từ nửa mét tới 70cm thôi, có nghĩa là 50 tới 70. Còn nhiều người thì thích làm để dài hết cũng được, nhưng mà mình khoảng 50-70 là đã thấy dài lắm rồi, 50 đổ lại cũng không rồi. Mình xài UL thì mình chỉ xài leader chỉ khoảng 4 thôi. Còn câu lóc thì mình xài leader 5. Leader 4, 4, 5. Tại dây mình xài 0.6, 0.4. Còn câu lóc mình xài 1.5, còn 1.2. Thì theo dòng cước các bạn mua thì có nhiều cái size. Đây, vậy là xong cái mối leader. Nhiều bạn thì cứ hỏi leader này thì có công dụng nó rất là nhiều, nãy mình cũng nói là giảm sốc, ngoài ra nó còn có một chức năng gọi là tàng hình. Khi các bạn gắn con mồi giải vô thì khi mà câu á, các bạn chỉ thấy con mồi nó bơi trong nước thôi, câu cá con mồi nó bắt trong nước thôi, chứ không hề thấy được cái cọng dây. Tại dây BE thường đa phần nó màu sắc nó rất sặc sỡ, rất là nổi, nên các bạn mà không có leader thì nó cũng giảm cái phần mà cá ăn, gặp mấy chỗ mà nó nhát rồi nó bể thì biết đơn nó sẽ tốt. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Nếu mà có gì mà không rõ thì các bạn có thể là comment phía bên dưới để mình có thể trả lời với các bạn trong thời gian sớm nhất.